thu đã về rồi, bởi thu đã về rồi bà con ơi. Hello, xin chào mọi người. Trời ơi, sáng sớm chưa mặt trời mọc, đứng ngay cái cành hoa hít thở một không khí hửi vô một chút xíu mùi thơm hoa thoang thoảng. Hôm nay mày biết tên nó rồi nha, nó tên là White Hawaii Butterfly. Trời ơi, nó thương lắm nha. Trời ơi, nó sáng sớm nó nở mà nó mùi thơm như da dầu thơm nhẹ nhẹ đó. Cái bông nó vậy nè. Hôm bữa chiếu đâu có kỹ, bữa nay chiếu kỹ ra nha. Nó y chang như là một con bướm bướm vậy, nó xè ra. Nó có nhị ở trong Amazon bán, nhưng mà nhị nó màu hơi vàng, nó không thực tế đâu. Còn cái này mới chính là thực tế nè. Nó màu trắng, lá của nó y chang như lá gừng vậy đó. Đó, lá không phải củ riền chứ quên, nó lộn đó. Nhìn đi, hoa của nó nè, nó dễ thương lắm. Trời ơi, nó nụ thấy thường đó, cái bông nó vậy nè. Nó nụ rần rần rồi nha. Cái cây nó bự lắm. Các bạn mà mua một lần thôi, dễ dàng, sướng luôn. Rồi củ nó đẻ. Đem cả chị em, bà con, cô bác, mọi người cùng đến mà hưởng luôn nha. Cái bông nó dễ thương mà cái mùi nó lạ ghê luôn á nha. Hồi đó giờ mình đâu có nghe, bây giờ mình mới phát hiện nó ra, nó thật là tuyệt vời. Các anh, các chị, các cô chú, các bác, các mở, các giường, các bạn, các bè nha, mới mua cái cây này về trồng đi. Trời ơi, dễ ẹt à. Mà thương ghê, là thương y chang như con bướm bướm vậy đó. Đó, mình quay một cái clip lại một lần nữa cho mấy mọi người coi nha. Xin chào, tạm biệt, bye bye.